Ông xem ở dưới này này, có ai giống anh Sơn nhà mình không? Đây. Không ai giống à? Không ai giống anh Sơn à? Không. Đấy. Ở đây thì hôm nọ là cháu có được là có một anh ở dưới Hà Nội ấy, là nói là ở đây là một số những người mà từ bên được giải cứu từ bên Campuchia trở về. Thì xem là có bố của Mạnh ở đây không. Ông ạ, à, anh Sơn nhà mình ấy ông thì đang bị vào một cái công ty ma ông ạ. Đấy thành ra là bây giờ về thì rất là khó, bây giờ về là phải có tiền thì mới về được. Trước anh Sơn nhà mình đi sang bên kia làm thì có vay tiền ở ngoài không hay vay ngân hàng không ông? Nó về ngân hàng đi mà. Vay ngân hàng á? Vâng. Vay ngân hàng đi. Ngân hàng đi đi. Vay bao nhiêu tiền ông? Vậy thì 13 triệu. 13 triệu á? Vâng. Ôi rồi. Bây giờ ông có mong muốn là anh Sơn quay về không ông? Muốn mà, muốn nó quay về thì có cái gì làm nó hủ làm. Không về thì có gì cũng ông khó làm hết rồi. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu cô bác ạ. Hôm nay thì không biết là xuống nhà của hai ông cháu thì không biết là hai ông cháu có liệu có đang ở nhà không ấy. Đấy, cũng khá là lâu rồi cháu Lực chưa xuống nhà của hai ông cháu rồi cô bác. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực có bận một chút công việc là ở nhà đấy. Cộng thêm với lại là như kiểu là mấy hôm nay thời tiết đang thay đổi cho nên là bị ốm mất. Như kiểu bị cảm cúm mất đấy. Đây có vẻ như nhìn thấy từ xa là những cánh đồng ruộng của bà con là hiện tại là đang chuẩn bị làm vào cái mùa mới cho nên là khá là nhiều cho nên là đi vào chỗ nào cũng khá là nhiều nước cô bác ạ. Đi cũng cực kỳ là khó, cũng cái con đường của bé Mạnh là đi học là toàn là đi vào những cái đường mà sâu cháu được là đang đi xuống cả cô bác ạ. Đến nhà của hai ông cháu là một cái ngôi nhà phải nói là rất là đơn sơ được cô bác. Ở trên đó thì còn được phủ những cái tấm bạt mà trước kia cháu Lực lúc mà cháu Lực vừa mới xuống chia sẻ hoàn cảnh của hai ông cháu thì cũng được các bác Mạnh Thường Quân là mua bạt cho để mà để cháu Lực đi xuống lập cho hai ông cháu ở tạm tạm như vậy một thời gian nữa cô bác ạ. Chứ mà bây giờ nếu mà để mà đi vào sửa một cái ngôi nhà thì cũng phải là mất một thời gian mà cũng khá là dài thì mới sửa được và mới hoàn thiện được. Hiện tại thì cái phần quỹ làm nhà của hai ông cháu thì hiện tại cháu Lực cũng đã cầm là hơn 100 triệu rồi. Đấy, cũng có rất là nhiều cô bác ông bà nói rằng là số tiền lớn như vậy thì làm sao sao lại không đủ để mà làm một cái ngôi nhà xây đâu. Sao lại không đủ làm một ngôi nhà xây. Đấy, thí dụ như nếu mà bây giờ số tiền 100 triệu đấy thì có đường ô tô mà đến tận nhà luôn thì có thể là lấy được vật liệu vào thì mình không phải là mất thêm cái phần mà kinh phí vận chuyển vật liệu nữa. Như con đường xuống nhà của hai ông cháu thì cháu Lực cũng đã ghi hình rồi, các bác cũng đã nhìn thấy được rằng là người đi còn khó chứ huống chi là mình còn lai thêm cả những cái bao xi này, điệu thêm cả những cái bao cát nữa lên thì mình đi xuống cực kỳ mà khó. Cháu Lực cũng có đọc được một số bình luận ở trên kênh nói với cháu Lực rằng là đi nên đi ra ngoài để mà kiếm chỗ nào mà người ta bán đất ấy để cho hai ông cháu lên trên đấy để mà ở. Ở đây thì cháu Lực cũng đã suy nghĩ về những cái điều này rồi cô bác ạ. Nhưng mà hiện tại là ruộng nương của nhà hai ông cháu thì ở chỗ này là nhiều thôi. Thì nếu mà đi mua đất ở chỗ khác thì hai ông cháu lại đi làm một cái khoảng 100 phần ruộng ấy, thì cũng khá là xa. Ở đây thì hai ông cháu còn là chăn nuôi thêm cả gà nữa cho nên là vẫn còn là chỗ đất để mà trồng được. Có vẻ có thể như là hai ông cháu thì hiện tại là không có ở nhà các bác, không thấy khóa cửa, không biết là có đi xa không. Ở trong nhà thì cũng không nhìn thấy là bé Mạnh ở đâu cả. Rồi bây giờ thì đi xuống dưới để xem ông đã. Có vẻ như chó của nhà ông thì hiện tại là nó vừa mới đẻ các bác, khá là hung dữ.
để tạm cái túi đồ ở đây đã. Đi xuống dưới xem là ông có đang ở dưới kia không. Ngôi nhà như này thì nếu mà để mà thời gian nữa, khi mà vào cái mùa mưa mùa bão xuống thì phải nói là ở cực kỳ là khó cô bác ạ. Nếu mà có gió to nữa thì còn đổ luôn cả nhà nữa. Dép của ông thì cũng được là các bác gửi lên cho. Nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là một cái bóng dáng mà rất là quen thuộc cô bác ạ. Đang làm, đang cấy đấy cô bác. Không biết là có bé Mạnh ở dưới đây kia không, hay là chỉ có một mình ông để làm thôi. Ở đây thì nếu mà Mạnh ấy, để mà Mạnh làm ấy thì là Mạnh chưa có biết làm đâu cô bác ạ. Nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là có một mình ông là khác làm thôi. Không biết là Mạnh nghỉ học về là đi đâu rồi. Có thể là Mạnh nghỉ học về là cùng các bạn là đi sang bên nhà các bạn rồi. Đây, có vẻ như là hôm nay là hôm cấy buổi đầu tiên của ông ấy. Một mình là ông khắc cấy. Hôm nay một mình ông khắc cấy thôi à? Chào chào ông nhá. Mạnh đâu rồi ông? Đang đi học. Biết không về à? Không về á? Đi học là chưa về đến nhà đúng không? Chưa về. Bảo nó tiên lên về rồi. Chắc là đi sang bên kia rồi má. Đi sang bên kia rồi. Vâng. Thế hôm nay là một mình ông là khắc cái chỗ này thôi à? Vâng. Cái sống rồi. Không có ai ra hộ ông à? Không có ai hộ à? Thế vừa rồi thì ông có đi lấy được công không? Đi đổi được công không? Không lấy được ngày nào mà. Không lấy được ngày nào luôn à? Vâng. Ôi thế mà chỗ này nếu mà một mình ông tự cấy thì cũng phải khá là lâu đấy nhờ. Lâu đấy. Mỗi ngày không được một thử. Mỗi ngày là được một thửa thôi à? Ừ. Thế chỗ này có tầm 10 thửa thì được phải được tầm 10 ngày rồi. 10 ngày đấy. Phân đạm thì mấy nữa trồng xong thì mới gieo được chứ ông? Vâng. Mấy nữa trồng xong thì cháu lấy xuống sâu nhá. Vâng, xuống xong thì khoảng một tuần thế này là gieo rồi. Vâng. Thế ông nội thì cháu Lực cũng được là các bác gửi tiền cho cháu Lực để mà mua phân đạm đấy cô bác. Thì khi mà ông trồng xong hết thì cháu Lực sẽ mua xuống sau. Hiện tại thì nếu mà mua để nhà ông thì sợ rằng là sẽ mất đấy. Ông mèo nó đi bên kia rồi. Mạnh chắc là đi sang bên kia rồi đấy ông nhỉ? Vâng, đi vào út đi. Thế nó ngủ béo phong mũ nhà nữa. Chỉ ra đấy là cái mà sập đi cái. Cái này là một hố là trồng được bao nhiêu cây mạ xuống không? Cái này là không phải là lúa, cái này là lúa nếp đúng không? Vâng. Thế là vâng. Ông trồng lúa nếp trước à? Vâng. Trồng từ thửa này ra bên kia à ông? Vâng. Cháu thử trồng thế nào. Cú tố phạm phí ra đi. Để cho 3-4 cây hả ông? Vâng, 3-4 cây đi. Nó cứ khổ bóng. Thế là sáng nay là một mình ông là khắc nhổ xong là đem lên trồng à? Vâng. Buổi sáng thì là ông đưa Mạnh đi học xong là đến chiều tối như này thì không đi đón được Mạnh nữa rồi. Là Mạnh là cùng các bạn để về. Đấy, có thể là chưa về tới nhà cô bác ạ. Một rồi thì cháu được có lên trường của Mạnh đấy nhưng mà thấy bảo là Mạnh là về rồi. Những cái công việc mà để mà trồng lúa như này thì không có xa lạ gì với cháu Lực nữa. Ở nhà thì bố mẹ cũng làm nông mà cho nên là cũng biết. Thế là buổi sáng sớm là một mình ông khắc nhổ xong rồi đến chiều là ông khắc đây trồng à? Vâng. Sáng nhổ. Cháu vừa bưu xong
Có vẻ như là cái cây này là không phải cây lúa đâu nhỉ, cây này ấy. Đây cũng phải. Cây này là cây chín phổ thông rậm đất chi, không biết chín nữa. Như kiểu cây dại đấy cô bác ạ. Ông trồng một thửa này hay là còn trồng thửa bên dưới nữa, hay là cứ trồng hết 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 mạ ông? Trồng hết chỗ mạ này. Trồng hết chỗ mạ này à? Biết đâu. Ở đây thì cũng có rất là nhiều các bác có nói rằng là ông mặc dù là khá là trẻ tuổi đấy, nhưng mà nhìn vào cái khuôn mặt của ông thì khá là già rồi. Tại vì là ông thì là lao động là nhiều hơn đấy các bác, thành ra là già trước tuổi rồi. Ông thì năm nay cũng được 50 mấy rồi ông ấy nhỉ? 53 ông? 58 rồi. À 58 à? Ừ. 58 này có nghĩa cũng gần 60 rồi. Thế mà khi nào mà mạnh lớn lên rồi thì ông cũng gọi là được 70-80 tuổi rồi. Ừ. Năm mạnh 20 tuổi thì ông cũng gần là 80 tuổi rồi đấy. Nếu mà một mình ông làm thì là một ngày là chỉ cày hết được một thửa ruộng thôi hả ông? Biết rồi. Cái cuộc sống của ông thì cũng ở trong khu này thì hầu như là cũng có rất là nhiều, có ít hàng xóm ông nhỉ? Ừ. Có một, thành ra là để mà ông đi đổi công ấy thì ông lại đi rất là xa. Còn những ngày mà ông đi đổi công, những ngày mà ông đi làm cho người ta thì ông lại đi kiếm tiền rồi. Thành ra là cũng không có đổi được công ấy cô bác ạ. Không đổi được công, một mình khác làm gì. Thế năm nào là ông cũng một mình khác làm như này hả ông? Vâng. Năm nào nếu mà tìm được tiền sớm thì cho họ lấy sớm thì nó cấy cho. Vâng. Nên không tiền không có. Tầm 1-2 năm nữa thì mạnh lớn lên thì có thể là giúp được ông nhiều hơn rồi ông nhỉ? Vâng. Hôm qua thì cháu Lực cũng được là một anh, sau khi mà cháu Lực đã đăng tải những cái thức phim mà về cái câu chuyện mà người bố của em Mạnh đấy cô bác, là anh Sơn là con của ông, thì cũng có được một anh là gửi cho cháu Lực là một số những hình ảnh, một số hình ảnh là có một số người là từ được giải cứu từ bên Campuchia trở về. Thì một tí nữa khi mà hai ông cháu trồng xong hết cái phần mạ này thì đi vào nhà thì cháu Đức sẽ cho ông xem là có người về, xem là có người con, có ai là người con trai của mình không. Nếu mà có điều đấy thì rất là tuyệt vời, còn không có thì sẽ lại phải là chờ đợi thêm những cái tin tức mà các khán giả ở trên kênh nói với cháu Lực thôi. Hôm nọ thì cháu Lực có nói với lại một cái người lạ ở bên Campuchia, người ta điện cho cháu Lực cô bác, chắc là có theo dõi được thức phim của cháu Lực đăng tải lên, thì cũng có nói về là nếu mà bây giờ về thì phải mất tiền chuộc thì mới về được, chứ còn không là phải làm hết cái hợp đồng, hết cái hợp đồng thì mới được về. Bây giờ ông ạ, anh Sơn nhà mình ấy ông, thì đang bị vào một cái công ty ma ông ạ. Ừ. Đấy, thành ra là bây giờ về thì rất là khó, bây giờ về là phải có tiền thì mới về được. Trước anh Sơn nhà mình đi sang bên kia làm thì có vay tiền ở ngoài không, hay vay ngân hàng không ông? Nó vay ngân hàng đi mà. Vay ngân hàng á? Vâng. Vay ngân hàng đi. Ngân hàng đi đi. Vay bao nhiêu tiền ông? Vay đi 13 triệu. 13 triệu á? Vâng. Ôi dồi. Thế là trước là anh Sơn đi là vay thêm ngân hàng là 13 triệu nữa. Vâng. Thế là bây giờ là hàng tháng là ông có đóng lãi ngân hàng không? Một tháng nào có đóng mà. Thế một tháng thì đóng bao tiền ông? Một tháng là 101 đấy. Một giờ. Tháng là 101? Thế là một tháng là ông đóng tiền ngân hàng 101 này. Xong lại đóng cả tiền học Mạnh nữa này. Vâng. Ôi dồi. Tiền điện thắt nhà nữa. Mới đi làm thêm ấy mà. Ôi.
Thế thì thảo nào là ông ấy bảo với cháu Lực là suốt ngày ông đi làm để mà lấy tiền đấy cô bác. Thì là một phần là lấy tiền để mà đóng cái tiền lãi ngân hàng này. Trước nghe như ông kể là đi vay ngân hàng là 13 triệu. 13 triệu tròn hả ông? Vâng. Ôi như này cháu trông gần quá nhỉ? Thơ một tí nữa. Thế cho trong xa một tí. Vay 13 triệu. Thế là vay 13 triệu bây giờ là để lại cho ông là đóng. Bây giờ thì anh Sơn thì đang bị đang gọi như là sang bên kia là người ta lừa vào một cái công ty ma của bác ạ. Theo như là cháu Lực tìm hiểu và còn nói chuyện với lại một cái số điện thoại mà người lạ, người ta có điện cho cháu Lực nói như vậy. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong sẽ có một cái kỳ tích nào, một cái kỳ tích gì đấy nó xảy ra đến với là người bố của em Mạnh, cho Mạnh được gặp lại bố cũng như là cho ông được nhìn thấy lại con của mình. Nếu mà bây giờ mà anh Sơn có từ Campuchia quay trở về thì không có tiền thì ông có trách gì anh Sơn không? Vừa nói về á? Vâng ơi, vâng ông. Thì là ông có trách gì anh Sơn không đấy? Thì là đi một cái quãng thời gian mà bỏ lại ông đi khá là lâu như vậy và hàng tháng cho ông đóng tiền lãi ngân hàng này, ông có trách không nếu mà anh ấy quay trở về mà không có tiền đấy, mà không được tiền đấy? Không có tiền thì chắc nó đi vay ngân hàng đi nó không trả được đấy, thì ông không có tiền trả đâu. Thế là hàng tháng là bây giờ ông phải đóng ngân hàng đúng không? Vâng. Bây giờ lại có thêm cái vấn đề gì, vấn đề này nó xảy ra nữa cô bác này. Bây giờ thì nếu như mà ông thì cũng mong muốn là anh Sơn về đến nhà là được rồi, chứ không mong muốn là có thêm, có thật nhiều tiền để mà về nữa. 2 năm qua thì cũng để cho ông hiểu được rằng là khi mà người con của mình đi xứ người để làm. Cháu nghe nói là đi sang bên Campuchia để làm ấy, nếu mà không làm được thì người ta còn đánh nữa cơ ông ạ. Người ta lấy súng điện để mà giật hay sao ấy. Ý đấy, dù đi xa thế này đi không biết tin tức gì đâu. Thế hàng tháng thì tiền lãi ngân hàng thì ông đem cho ai để đóng? Trưởng thôn à. Trưởng thôn à, nhưng mà ông có sổ ngân hàng không? Sổ họ đi. Trước làm giấy dài hạn thì nó cầm nó không cho. Nó cầm nó không cho á? Thế hôm nào ông thử lấy cái sổ vay ngân hàng để cho cháu xem được không, để cháu cho các bác cùng xem, là các bác ở trên kênh cùng biết là ông trước kia là anh Sơn có đi vay ngân hàng. Trước kia là ông đi vay là anh Sơn đi vay? Ông đi vay cho nó. Ông đi vay cho Sơn, cho anh Sơn à? Vâng. Là đợt đấy nó là bảo đi không có tiền gì thì ông vay nó cầm đi hết. À, vay đi là cầm đi hết. Vâng. Ở đây thì khi mà mình đi bên xứ người làm các bác là không có tiền. Đây thì không phải là chỉ ở trên vùng cao mới thế đâu, kể cả như ở dưới xuôi cũng thế. Khi mà đi xuất khẩu lao động ấy, nhưng mà dưới xuôi thì các bác thì còn biết luật nhiều hơn, thành ra là đi theo những cái dạng mà hợp pháp. Còn như ông như này thì ông lại không biết về luật, thành ra là nó rất là khó.
Trong ở thửa nào nữa ông bây giờ ấy? Không thử dưới. Thửa bé dưới kia đúng không? Ôi ơi. Lâu lắm không hết được. Kỳ bài thôi. Cái này là ông đeo đi đâu ấy? Đeo đi. Con dao ấy. Có cỏ là phát cỏ đấy. Đeo đi là vừa đi vừa phát cỏ à? Vâng. Còn là mấy quả tức là không trồng được hết thửa này đâu ông nhỉ? Không hết được. Bây giờ ông có mong muốn là anh Sơn quay về không ông? Muốn mà, muốn nó quay về thì có cái gì làm, nó hủ làm. Không về thì có gì cũng, ông khó làm hết rồi. Vâng. Sau khi mà cháu được đăng tải những cái thức phim mà về anh Sơn, có bác tìm anh Sơn ấy, thì nếu mà các bác anh chị cô chú ở bên trong nước và ngoài nước có ai có về thông tin gì về anh Sơn thì có thể là gọi điện qua cho cháu được qua số điện thoại ở trên màn hình để mà giải cứu được anh Sơn quay trở lại về với lại người cha già, người con thơ của mình. Nếu mà cấy lúa như này thì nguyên một ngày thì chắc cũng đau hết lưng đấy ông nhỉ? Đau lưng lắm. Nhiều cũng đau, cấy cũng đau. Mạnh này sắc sang đến tầm năm sau thì có thể là giúp ông là trồng được lúa ở đấy nhỉ? Mạnh nhé. Giúp được mà đi học thì không ừ luôn. Nhưng mà đến lúc mà Mạnh đi về sang sang năm sau thì Mạnh là đi học lớp 1 rồi. Vâng. Không đến tháng 6 thì nghỉ hè. Thì lúa này mới chín. Cái đường trên kia thì thấy bảo người ta bảo sắp đào đường à ông? Vâng. Bao giờ thì người ta đào đường trên kia không? Vào tháng 3 mà. Tháng 3 rồi đấy á? Vâng. Thế là nếu mà người ta đào đường trên này thì nó lại tiện quá ông nhỉ? Vâng. Sắp đào rồi, bảo tháng 3 đào.
Nhưng mà đào đường là đào đến tận đâu không? Ra đến tận đâu? Ở con đường đi ví dụ trên này xuống bên kia rồi. Xuống bên kia đó á? Vâng. Thế là người ta không đào qua đây à? Không đào qua đây đâu, qua trên trên. Ờ. Cái nguồn nước từ trên này xuống thì kéo tầm bao nhiêu ống nhựa thì mới đến đây không? Tầm 60 mét mà, 60-70 mét rồi. Ngay trên này thôi à? Ngay trên này thôi. Vâng. Thời gian này thì ông là chỉ có là nguyên là ở nhà là chỉ có nguyên đi vào ruộng là nhiều đấy cô bác ạ. Cái này không nhìn kỹ là nó có cái cây cái lúa dại kia đấy nhờ ông nhờ. Vâng. Trồng xuống là nó sống ấy. Cây nó trắng trắng. Gần quá. Ờ cái này thì không phải là nghiêng đâu mà nó có bị gáy mất rồi. Trước hồi nhỏ đợt mà cháu đi làm ấy, cháu đi đi trồng lúa ấy, đi hộ người ta ấy, còn thi nhau cấy mà. Ừ. Nhưng mà nếu mà ông mà có anh Sơn mà ở cùng thì lại hai bố con là khác làm với nhau rồi nhỉ, thì ông sẽ không vất vả nhiều hơn. Ừ. Cũng đỡ cho ông một phần nào đấy. Đây vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng ông Sò là hai ông cháu là cấy xong hết cái phần lúa nếp của nhà ông rồi. Bây giờ thì hiện tại này còn là thêm một chút nữa là ông khắc cấy cho nó hết đi.
Thế cái lố nếp của nhà ông thì hết hết ở chỗ này rồi à? Vâng, hết chỗ này rồi. Vâng. Nhà mình thì cũng còn ít ruộng lúa, nếu mà không có trồng thì lại không có cái gì để mà ăn. Đấy, thí dụ như ông bây giờ thì hiện tại là ông bảo là gạo của nhà ông thì đã hết rồi cô bác ạ. Bây giờ thì phải đợi đến tầm tháng 6 thì mới lại có thóc, có gạo thì mới lại mới được ăn gạo của nhà mình. Bây giờ thì đi làm thuê để mà mua được gạo về Ôi, cùng với cháu Mạnh. đau lưng quá Khá rồi. là đau lưng đấy ông nhỉ. Đau lưng. Bây giờ thì ông đi Nhà về nhà chưa ông? rồi. Nhà uống nước một tí rồi, khát nước rồi. Tại những lúc mà ông ở nhà làm đi làm ruộng cô bác thì Mạnh cũng biết mà đi nhà hàng xóm để mà chơi. Không có ra nhiều ông chút nào cả. Đấy, tầm độ vài năm nữa thì hai ông cháu có thể là cùng nhau làm được rồi. Mạnh hiện tại là mới có 5 tuổi thôi nhưng mà chưa thể là cùng ông để mà làm được về cái phần ruộng lúa như này. Đấy, ông thì vừa đi là vừa kèm theo một cái cây dao để sau lưng nữa. Ông cũng bảo là đi gặp chỗ nào có cỏ nhiều là ông sẽ phát. Nhắm khẩn này mà kết. À, kia có phải Mạnh không nhỉ? Kết chưa? Không phải Mạnh đâu ông nhỉ? À, Phải đâu. không phải Mạnh đâu các bác ạ, là bé Quyết ở trên hàng xóm ấy. Chắc là thấy cháu Đực xuống đây thì cũng chạy đi theo xuống đây. Mày nữa mà kéo ống nước ra thì mua cái thùng thùng nhựa để đây ông nhỉ? Vâng. Cái thùng nước sạch ấy. Đấy, nước ở đây là chỉ có dùng để rửa tay, rửa chân được thôi chứ không có là dùng để mà sinh hoạt được. Tại vì nước ở đây thì khá là bẩn cô bác ạ. Bây giờ làm cấy lúa xong thì về nhà thì mới làm việc nhà đi cắt cỏ cho trâu này. Châu còn đói. Chỗ này là ông gỡ đi rồi à? Hôm nọ ông vừa mới đi chặt thêm cây này à? Vâng. Thế bây giờ thì ông trồng lúa xong đã rồi thì hai ông cháu mình làm cái này sau không nhỉ? Vâng. Thế bây giờ nhiều việc quá thì lại làm không hết đấy. Vâng. Cái dùng xong mới làm được. Đây, ông ngồi ngồi đây một chút, cháu gửi cái này cho ông một chút đấy. Gửi cho ông thêm là cái cục sạc dự phòng này nhá, để mà ông sạc điện thoại ấy. Vâng. Đấy, còn dây thì ở đằng sau này. Dây điện thoại của ông là sạc về cái dây này nhá. Vâng. Ông có cầm điện thoại ở đây luôn không? Có. Có à. Đây, hôm nay thì cháu Lực được hai chị Nguyệt Thúy là bảo cháu Lực là mua cho ông thêm là một cái cục sạc dự phòng nữa cô bác ạ. Nó biết là mới đi nó nộ anh nào. Đúng không? Đấy, bây giờ điện thoại ông còn hai vẹt thôi. Đấy, sạc vào. Đấy, như này là sạc được rồi ông ạ. Vâng. Tại mỗi lần mà ông đi nhà hàng xóm ấy là sẽ dùng dây sạc để sạc vào đây nhá. Vâng. Là dùng cái dây sạc điện thoại sạc vào đây nhau nhá. Vâng. Đấy. Hiện tại thì pin nó còn
91% này ông ạ. Bao giờ chỗ này mà có 00 ấy thì là nó hết rồi nhá. Vâng. Ông là viết xem số đúng không? Có. Đấy, ở đây là 91% là hiện tại là nó đang còn còn cho nên là không cần phải là sạc vào ông ạ. Vâng. Số 0 thì hết à? Số 0 thì nó hết ông ạ. Đấy, như bây giờ là nó đang bật này. Nếu mà ông tắt thì là ông bấm nút trên này là nó tắt. Được. Nó không hiện lên số ở đây là nó tắt rồi. Được. Đấy. Cái như này là nó lên đâu nhá. Đấy, điện thoại này cũng lên này. Đấy, điện thoại này thì là dùng để mà ông nghe gọi lúc mà cháu gọi điện về cho ông. Đấy. Được. Như này thì cái cục như này thì ông chỉ lấy sạc để ở nhà thôi. Còn điện thoại là ông cầm đi theo. Đấy, hôm nào thì cháu mua cho ông thêm một cái túi nữa. Đấy, cái này là hai cái này là được hai chị Nguyệt Thúy là mua cho ông nhá. Vâng. Đấy, hôm nọ thì là mua cái điện thoại rồi, hôm nay lại mua thêm cái cục sạc dự phòng này nữa. Lúc nào mà ông đi nhà hàng xóm thì ông là sạc đầy cái này nhá. Vâng. Ông bảo là xin điện người ta sạc ấy. Vâng. Ông này thì xuống lại tiếp tục là gửi cái phần quà của hai chị Nguyệt Thúy tới cho hai ông cháu của bác ạ. Hôm nọ thì có một cái khoản mà hai chị Nguyệt Thúy gửi cho cháu được là 12.100.000 là mấy chục nghìn đấy cô bác. Thì là để mua những cái đồ dùng cho hai ông cháu. Mua hết bao nhiêu thì cháu được sẽ báo trên kênh. Hôm nọ thì mua điện thoại là hết là 670.000 rồi. Hôm nay lại tiếp tục mua cái cục sạc dự phòng nữa là 420.000 nữa cô bác ạ. Ở đây thì cháu được mua ở dưới điện máy xanh thế giới di động ấy cô bác. Thì nó giá nó khá là cao. Nhưng mà mua cái nào mà nó cao ấy thì là nó người ta bảo là tiền nào thì của đấy cô bác. Đấy, hộp thì cháu Lực đã bóc từ ở trên nhà xuống rồi, cho nên là đi cũng sạc ở nhà xem là nó có lên hay không thì mới biết là đem xuống cho ông. Cái này thì để mà ông sạc ấy thì là được tầm 1 tuần đấy ông ạ. Vâng. Đấy, lúc nào mà cái điện thoại mà hết là ông sạc thôi. Cái này thì nó sạc được một lần là sạc được khá là nhiều cái điện thoại đấy. Nhưng mà ông thì có nguyên cái dây này thôi thì ông sạc nguyên cái dây này thôi nhá. Vâng. Đấy, đây thì cháu gửi cho ông nhá. Vâng. Đấy, phần quà là hai chị Nguyệt Thúy là gửi cho ông nhá. Vâng. Đấy, cháu Lực cũng xin thay mặt là hai ông cháu gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy rất là nhiều. Cảm ơn hai chị đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai ông cháu trong thời gian hiện tại thì chắc là chưa có thể mà đi vào làm nhà cho hai ông cháu được. Đấy. Ông gửi một lời cảm ơn tới hai chị là Nguyệt Thúy ông nhá. Vâng. Tôi xin cảm ơn chị Nhật Thí. Tôi xin cảm ơn. Tôi không biết nói nhiều. Đấy, ông có thể chúc các bác chúc, ông có thể chúc hai chị là thân nhớ sức khỏe đấy. Vâng. Chúc các chị mạnh khỏe nhá, sức khỏe mạnh khỏe nhá. Tôi xin cảm ơn nhá. Đấy, còn hôm nay cháu được xuống thì là muốn là nói với ông rằng là thông tin của anh Sơn cô bác là hiện tại là có thông tin là anh Sơn vẫn còn gọi là vẫn còn sống. Đấy, nhưng mà do là bây giờ đang bị lừa vào một cái công ty ma của bên Campuchia thì bây giờ nếu mà muốn cho anh Sơn quay trở lại thì phải là số tiền để mà chuộc anh Sơn về. Đấy, nhưng mà cái khoản số tiền là bao nhiêu thì cháu Lực cũng còn chưa có biết cô bác. Ở đây thì nếu mà các bác có theo dõi được những cái tin tức ấy cô bác. Ở đây thì nếu mà các bác có theo dõi được những cái tin tức mà từ bên phía Campuchia khi mà người quay trở lại Việt Nam ấy cô bác thì phải lấy lại được người ta phải đòi được một số tiền khá là lớn. Hôm qua thì cháu Đức cũng có nhận được một cái thông tin, hiện tại thì cháu Đức sẽ xin phép được giấu tên cô bác nhá. Có một anh là ở Hà Nội có gửi cho cháu Đức là một số thông tin mà có một số người là ở phía Bắc được giải cứu từ biên Campuchia là quay trở về là xem là có bố mạnh không. Đấy, ở đây thì ông xem là có ai giống anh Sơn nhà mình không. Ông xem ở dưới này đấy, có ai giống anh Sơn nhà mình không. Đây không ai giống à? Không ai giống anh Sơn à? Vâng. Ở đây thì hôm nọ là cháu có được là có một anh ở dưới Hà Nội ấy. Đó. Là nói là ở đây là một số những người mà từ bên được giải cứu từ bên Campuchia trở về. Đó. Thì xem là có bố của Mạnh ở đây không. Đấy, nhưng mà ông vừa bảo ấy thì là không có ai.
Thế thì rất là buồn của bác ạ. Không có ai giống mà. Đấy, rất là buồn của bác ạ khi mà những cái tấm ảnh này không có về, không có thông tin của người bố của em Mạnh ấy các bác. Cháu Lực cũng rất là mong trong thời gian tới cháu Lực chia sẻ những thước phim lên, thì nếu mà có các bác ở bên Campuchia hay là có anh chị nào ở bên Campuchia các bác, có thể như là nếu mà các bác anh chị nào ở bên đấy mà có cái giấy tờ nào mà nó hợp pháp ấy, thì để mà đưa được người Việt Nam quay trở lại thì nó cũng là một cái điều đơn giản thôi đấy, nhưng mà lại là một cái số tiền để mà chuộc về các bác, chuộc ra khỏi Lima đấy, thì là một số tiền mà cũng rất là lớn. Đấy, hiện tại thì cháu Lực chưa biết là cái khoản tiền đấy vào rơi vào bao nhiêu cả. Đấy, ở đây thì thời gian nữa khi mà cháu xem là có thêm thông tin nào thì cháu sẽ xuống bảo với ông nhá. Hãy xuống bảo với ông là bố của Mạnh, cháu cũng rất là mong muốn là sẽ có một điều phép màu gì đấy nó xảy ra với lại anh Sơn, để mà anh Sơn quay trở lại bên gia đình để mà chăm lo cho ông, chăm lo cho em Mạnh. Đấy, ở đây thì không ai muốn cái điều đấy cả đấy, nhưng mà tại nhưng mà cũng do cái bản thân mình là quá tin tưởng về người ta cho nên là mới đi theo người ta đấy. Khi mà ông bảo đấy, anh Sơn đi của bác là còn vay ngân hàng là 13 triệu của ông. 13 triệu là bây giờ là mỗi tháng là ông phải đóng ngân hàng là tiền lãi là 100 tròn nào ông? 110.000 đồng. 110.000 đồng của bác đóng được 2 năm nay rồi. 2 năm nay thì tiền lãi nó cũng rơi vào tầm là độ hơn 2 triệu. Đấy, số tiền lãi thì nó cũng rơi vào tầm là 2 triệu rồi. Đấy, 1 tháng là lo tiền học cho Mạnh nữa này. Lo tiền đóng tiền ngân hàng nữa này. Xong mà còn đi kiếm tiền để mà có gạo, để mua được gạo nữa. Mua mì rồi, mua muối rồi. Mua mì, mua muối, đấy, cũng mua thực phẩm về hai ông cháu mà thức ăn hàng ngày nữa. Hiện tại thì cái thước phim này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ đến đây thôi các bác. Và rất là mong trong thời gian tới thì sẽ có thông tin về anh Sơn. Anh Sơn, tên đầy đủ của anh Sơn là Xin Đức Sơn đúng không? Vâng. Xin Văn Sơn. Xin Văn Sơn. Đấy, cũng có thông tin gì về của anh Xin Văn Sơn để cho cháu Lực biết về cái phương án, phương hướng để mà còn đưa đón được anh là quay trở về. Đấy, còn thước phim này cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị sau tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác ông nhé. Vâng. Tôi xin chào, chúc sức khỏe các chị miền khề nhá. Tôi xin chào. Đấy, vừa rồi thì hai ông cháu là vừa có mẹ vừa đi làm đồng về đâu các bác. Ui ở đây còn có con vắt này ông ơi, đây này. Ui rồi. Thế này. Ui. Ruộng nhà ông có vắt hay sao ấy nhỉ? Tính nọ. Đúng. Ý. Con vắt à, con. Đây cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm cho Lực là chưa có sắn quần xuống các bác nhá. Thank you.